Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh bán hàng của bên Hân Hòa nhé. Tiện có một đơn hàng gửi cho một anh khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái sản phẩm là con xoa sốc điện bát 40, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của bên em. Thì các bác có thể xem qua video này, tham khảo qua một cái mẫu sốc điện, trầm điện bát 40 trong các phòng hát gia đình. Các bác biết là hiện tại các bác là đang sử dụng các cái sản phẩm như loa phun rất là nhiều, như các cái loa phun như này, bát 30 rồi. Thì nếu như các bác mà sử dụng ở cái công suất lớn ấy, thì nếu bác muốn tăng thêm cái độ bát đánh mạnh hơn thì nếu như bác sử dụng các cái cặp loa, chiếc loa nhỏ như thế kia là bát 30 như thế này, thì thực sự là nếu mà khép và đánh ở cường độ cao thì các bác sẽ không nghe thấy tiếng bát là mấy đó. Thì cái trầm điện 40 này để sản xuất ra, để sản phục vụ cho đi kèm với lại các cái loa phun 30 như thế kia đó, các cặp loa phun 30 này, vì khi các bác đánh ở trong cái phòng rộng khoảng độ 25-30 thì mét vuông ấy, thì cái loa trầm điện bát 40 này thì các bác sử dụng thì nó mới ra tiếng được đó, mới ra được chất âm nha các bác nhá. Mà đệm thêm cái bộ dàn cho các bác là nó tăng thêm cái tiếng bát đánh rất là mạnh, đánh rất là lực, vì cái giải trầm thấp này nó chỉ có ở trên cái loa sub này nó mới phát ra được cái giải trầm thấp từ 30Hz cho đến 250Hz. Đấy, tức là nó đảm nhiệm việc của nó là đảm nhiệm những cái vai trò là ở cái giải tần số thấp. Còn đối với các loa phun ấy thì các bác biết là nó chỉ cho phép là từ ở các cái giải bát thấp của nó thì nó cho phép những cặp loa nó từ 60 hoặc là từ 80Hz trở lên thôi. Thì những cái cặp loa sub ra như thế này để phục vụ cho các bác, để cho vào cái mục đích là tăng thêm cái ở cái âm thanh ở cái giải bát, giải tần số thấp đó. Thì đây là một cái sản phẩm mà bên em đã nhập nguyên chiếc, đây hàng order nguyên chiếc luôn nhá, hàng là nhập khẩu nguyên chiếc của nước ngoài về, thuộc công ty trách nhiệm bạn King Audio Việt Nam này, mang thương hiệu là FA này. Đây là tem sản phẩm chính hãng, em có thể quét mã QR ở đây đó. Tất cả các sản phẩm này là sản xuất tại nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Từ e căng này, các bạn nhìn có thể thấy được e căng của nó. E căng là nếu như mà cái hàng này mà hàng của Việt Nam thì nhìn e căng là các bác có thể phát hiện ra ngay. Còn đây là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, các bác nhìn này rất là đẹp. Đây là bát 40 anh em nhé. Đường kính là bát của bát là bát 40. Và sử dụng cái e căng này, nhìn cái mặt lưới chống bụi này từ bên trong rất là đẹp luôn. Đó, em sẽ quay tổng thể bên ngoài cho bác xem qua. Đấy. Giờ hàng nhập khẩu nó nhìn nó rất là khác bọt nhá. Đây, quay bên trái này các bác xem là vỏ sơn sần này, vỏ là vỏ sơn sần này. Đó. Hàng này nước ngoài người ta sản xuất thì tất cả mọi thứ từ như thiết kế vỏ thùng rồi cho đến cắt CNC trên máy tính rồi sau đó là lắp ráp lại đều có nhà máy lắp ráp hẳn hoi nha anh em nhá. Đây là mặt đằng sau của nó này. Đó, mặt đằng sau của nó người ta có thiết kế là hơi cái hốc là hơi thấp xuống so với cái mặt này để cho mình lắp ráp cho nó kiểu dáng rất là đẹp này, rất là thông minh đúng không? Đó. Kiểu dáng con này nó không quá to cũng không quá bé, nói chung là các bác ở lắp ở trong gia đình thì các bác có thể biết là nó sẽ dễ dàng là mình để ở các cái vị trí trong phòng của mình. Đó. Cái sản phẩm này là gửi cho mấy khách trong thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé, thì em sẽ test thử cho anh em xem và sẽ nhân tiện có cái video này để em tháo hết toàn bộ cái mặt căng này ra này, rồi là quay cả cái phần phân tần mạch sốc điện cho bác xem luôn. Đó, bây giờ sẽ thử một đoạn nhạc trước các bác nhé. Đây, mở lên xem. Bác muốn nghe tiếng sốc này bác phải đeo cái tai nghe vào nhá, mở to lên. Bây giờ em sẽ cắm thử nhạc vào đây và để test thử một đoạn nhạc cho anh em xem luôn nhé. Nó bớt.
số thấp xuống. Đằng sau này thì các bác nhìn đây, nó sẽ có cái vỉ mạch để các bác cắm. Đây, nó sẽ có đường vào này, những cái đường input này các bác rắc hóa sen này, đường vào. Đấy, các bác có thể cắm một rắc được hoặc hai rắc đều được. Âm đi ra thì có thể cắm hai rắc hoặc là các vang số vang cơ thì bác cắm một rắc mono cũng ok. Đó. Đấy, để tăng giảm to âm lượng này. Đấy. Được chưa? Nếu mà bác có vang cơ hoặc vang số cắt vào đây nó thì càng hay hơn nhá. Đây là mặt đằng sau, toàn bộ mặt đằng sau của nó. Đây bo mạch này, bây giờ sẽ thử tháo ra cho bác xem cái bo mạch của nó luôn nhá. Đây là cái tú vít, lấy cái máy tháo cho xem. Anh. Đây bác xem này. Ở cái sản phẩm này thì em hiện tại em đang có hai mẫu nhá. Một mẫu là bát 30 và một mẫu là bát 40. Rồi. Đây là bát 40 này. Đây là bát 40. Bên này là bát 30. Sản phẩm này bên này của cái mẫu này em sẽ có hai cái mẫu sản phẩm để các bác tiện cho việc mua sản phẩm. Đây, quay cho bác xem luôn này. Đấy. Một cái sản phẩm là bát 40, một cái là 30. Quay cái chụp ảnh cái đã. Đấy. Quay cho bác đây. Rồi, giờ sẽ tháo cái phần e căng này ra cho bác xem luôn cái phân tần. Hả? Bỏ tháo to thôi, tháo to này thôi. Kéo cái này gì ra. Ừ. Đây, tiến hành tháo cho bác xem luôn cái mạch phân tần của nó. Củ bát, củ chép luôn. Đấy, vuông góc vào cho đỡ bị trượt. Ôm chặt thôi. Để tháo cái phần bát này cho bác xem luôn cái mạch củ bát bên hãng đang sử dụng và cái mạch phân tần luôn nhé. Đẹp chính hãng luôn. Rồi ok. Đây. Họ thiết kế là cái mặt đằng trước này là cái phần bát nó hơi chéo một chút. Đó, nhà thiết kế thôi. Đây là cái phần củ bát đây. Đó. Cái này em muốn tháo phải để ngửa ra. Để ngửa ra em mới tháo được. Đấy, bác nhìn cái bát củ là rất là đẹp nhá. Anh em xem qua video thì các bác thường thường sẽ đánh giá qua những cái phần củ bát. Củ bát rồi là phân tần mạch ra làm sao. Quy cách họ đóng này này. Các phần này là có mút đệm mà nhoi nhá. Đấy. Bát này. Bát nhìn rất là khôn nhá. Đấy, tháo ra bát ra xem luôn. Giá một chiếc này nó rất là rẻ. Giá một chiếc này nó rất là rẻ luôn. Xoáy vào xong lại xoáy ra thì nó mới... Rồi ok, bây giờ em sẽ tháo cái bát ra xem, bác xem luôn cái củ bát driver của họ đang thiết kế. Đây, nó nhìn này, đó. Củ bát này. Củ bát là lấy củ bát JBL. Sử dụng củ bát của JBL luôn nhá. Công suất power này bác nhìn này. 400W một chiếc. Đó, từ 400 đến 1200W một chiếc bát này. Con này là từ 180
côn 76 nhá. Anh em xem này. Đấy. Côn 76 nha anh em nhé. Từ 180. Côn 76 nhá. Bát 40. Từ gân xương đến gân bát này, đó, rất là chất luôn. Rồi ok, từ từ đã, đánh chụp ảnh nữa. Đây, bằng trước đấy. Được chưa? Chất chưa? 400W một chiếc nha bác nhá. 400 đến 1000 hoa, 200W một chiếc bát này. Rồi ok, đủ vào đây. Các bác nào muốn mua cái sản phẩm như này thì hãy liên hệ trực tiếp sang bên Huân Hoa nhá. Giá nó rất là rẻ luôn. Chắc chắn là bác khi mà alo sẽ mua được cái sản phẩm như này. Em sẽ đẩy mạnh trong cái thời gian tới, sẽ đẩy mạnh cái dòng sản phẩm loa bát xúc điện 40 của hãng FA lên. Vì là nó giá rất là hợp lý mà tiếng em đánh giá rất là cao, tiếng đánh ra được. Chất hay. Ok, bây giờ sẽ quay sang đến cái phần mạch bo mạch phân tần của loa này nhá. Đây. Đây là cái phần bo mạch của loa. Đây là toàn bộ cái bo mạch của con trầm điện bát 40 nhá, sử dụng biến áp vuông. Công suất là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu sò đây? 4 sò anh em nhá. Sử dụng 4 con sò này, các bạn nhìn thấy chưa? Sử dụng 4 con sò công suất ở đây. Đấy, bo mạch này. Rất là nhìn rất là chất lượng nhá. Đấy, mạch rất là chất lượng luôn, 2022 sắp S4S này. Đó. Bác nào mà mua thì hãy sử dụng cái dòng này thì giá nó vừa phải. Còn nếu mà các bạn mua cái dòng mà nhập khẩu hàng cao cấp hơn thì bên em vẫn có, thì giá thành là cao hơn nhiều. Đấy. Tuy nhiên là cái dòng này là cái dòng hàng vừa tiền, trong tầm tiền khoảng độ 3 trên dưới 3 triệu thì cái dòng này là đẳng cấp nhất rồi. Đó. Mạch phân tần này, tất cả mọi thứ. Được chưa? Rồi lắp lại đi em. Quay cho bác xem thôi. Đấy. Sử dụng mạch bo mạch biến áp vuông 2 tụ nguồn 84 sò nhá, công suất 4 sò. Khá là công suất thì nó dùng bát 40 thì các bác đánh kèm với cặp loa full 30 thì nó sẽ hợp và ra tiếng được nhá. Rồi ok, bác nào muốn mua sản phẩm xúc điện 40 thì anh em có thể trực tiếp liên hệ sang bên Huân Hoa nhá.